Hello, muốn chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin mời các bạn thưởng thức món cải bẹ xanh hành với xương và gừng. Nguyên liệu này rất là dễ tìm và ăn món này trong mùa đông thì cực kỳ thích và hợp lý phải không các bạn? Mời các bạn cùng theo dõi cách mình làm nhé. Nguyên liệu thì rất đơn giản. Mình hai bao xương. Cái này xương này mình đã xả trong tủ lạnh ra. Và mình có một bó bạc cải bẹ xanh. Và mình có một củ gừng. Gừng này thì mình chút nữa mình sẽ gọt vỏ và mình cắt theo hình sợi ha. Xương này cực kỳ ngon nha các bạn, rất là tươi luôn. Thì bên cạnh đó thì mình có gia vị nêm nếm như là tiêu, muối, một nêm. Cái cách này thì mình không có thêm nước mắm nha, tại vì mình sợ nguồn nước mắm với mùi gừng thì nó không có hợp lý, đâm ra mình sẽ không bỏ nước mắm vào. Mình muốn là canh thơm như thơm mùi gừng tự nhiên nhất. Bắt đầu bây giờ mình cùng bắt đầu tay vào để làm sơ chế các nguyên liệu này nha bạn. Mình bắt đầu với hầm xương trước. Và bây giờ mình sẽ trụng sơ xương và mình sẽ bỏ một chút muối. Mình bắt cái nồi nước sôi trước và mình sẽ cho xương vào. Mình trụng sơ thì khoảng hơn 5 phút thôi. Thì khi nước bắt đầu sôi, nước bắt đầu sôi lên một chút xíu thì mình sẽ cho một chút xíu muối vào để cho nó sạch sẽ, không có bị đục á. Mình sẽ bỏ vào một chút xíu. Và mình canh khi bắt đầu sôi lên thì mình sẽ tắt bếp và mình rửa lại. Mình rửa lại với nước lạnh nha. Và bắt đầu mình đẩy xương thịt ráo. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt nồi nước lên và cho xương đã rửa vào. Và mình bắt đầu hầm xương khoảng 1 đến 2 tiếng cho xương thật mềm nha. Trong thời gian chờ xương mềm, mình sẽ bắt đầu đi cắt cải bẹ xanh và ngâm với một chút muối. Thì mình để đó ngâm cho cải bẹ xanh rửa thịt sạch. Mình sẽ rửa hai nước trở lên. Bắt đầu mình sẽ bỏ nước lạnh nha các bạn. Mình thích rửa rau nước lạnh, mình cảm thấy nó tươi hơn ấy. Mình rửa sơ canh. Rửa lại lần thứ hai và mình bắt đầu cho chút xíu muối vào để mình ngâm nha. Ngâm 10, 15, 20 phút gì đó tùy các bạn. Bắt đầu mình sẽ rửa sạch và để ráo. Trong thời gian đó, nước đã bắt đầu sôi, mình sẽ quét mặt nhiều lần với các bạn. Tại vì cái bọt này nó sẽ làm cho nước đục, nên các bạn chịu khó mỗi lần khi thấy mà bọt lên nhiều là phải liên tục vớt ra nha. Đó, bây giờ mình bắt đầu vớt những cái bọt dơ, nước của xưa, cái máu của cái xương ra đó các bạn, làm cho nước nó đục lắm. Đâm ra mình chịu khó vớt bọt liên tục luôn. Và đừng có quên là phải cho một chút xíu muối nha các bạn. Cho nó đậm đà miếng nước súp trước và mình nêm nếm sau. Đó, mình cứ vớt bọt liên tục vậy đó. Và lửa thì mình mở lửa lớn ha. Cải bẹ xanh này thì mình đã rửa sạch. Các bạn thấy ngon không các bạn? Đó, mình thấy hấp dẫn ha. Bây giờ mình chỉ chờ cho nước súp xương á là nó trong hơn và mình nêm nếm đầy đủ gia vị thì bắt đầu mình tắt lửa, mình sẽ bỏ rau vào. Còn và cái nồi súp của mình cũng chuẩn bị chín rồi nè các bạn. Mình hầm nãy giờ cũng hơn một tiếng mấy rồi đó. Và mình cũng tiếp tục vớt bọt như nãy giờ luôn.
Ốc hột mình chỉ thích cho cái nước nó trong hơn ấy. Mình không có dám để nắp luôn. Mình sợ lửa lớn rồi để nắp nước sẽ đục á, nên ra mình chỉ mở lửa lớn, mình không có để nắp mà mình cứ vớt bột vậy nè. Vớt bột xong thì chút mình sẽ bắt đầu tiến hành đến đây là nêm nếm. Khi mình thấy xương đã mềm rồi thì mình chuyển qua nêm nếm ha. Mình sẽ cho một chút xíu muối để dằn cái nước trước, mình sẽ cho chút xíu muối nè. Rồi sau đó mình sẽ bỏ vào hai muỗng bột nêm. Thì cái muỗng thì muỗng nhỏ không quá lớn ha. Mình sẽ cho hai muỗng vào. Bắt đầu mình lấy cái muỗng thì mình cứ quậy lên cho nó thấm gia vị á. Sau đó mình sẽ cho gừng đã cắt sợi sẵn vào, cho cái nước lèo nó ra cái thơm mùi gừng đó các bạn. Mình cho gừng vào trước, sau đó mình cũng lại tiếp tục quất bột. Mình cho gừng vào, mình để sôi khoảng hơn 5 đến 7 phút thêm. Bắt đầu mình cũng vớt bột nữa. Sau khi đã nêm nếm vừa đủ vừa ăn thì bắt đầu mình sẽ cho cải bè xanh vào. Mà các bạn nhớ là trước khi cho cải các bạn phải nhớ tắt lửa nha. Tại vì cải bè xanh này chín rất là nhanh, mình muốn giữ độ xanh cho cải đó, mình sẽ tắt bếp và mình cho cải bè xanh vào. Rồi bạn, mình dùng cái muỗng mình nhấn nước đang còn nóng đó, bạn cho cải nó xanh nó tươi ngon. Bắt đầu mình sẽ bỏ một chút xíu tiêu vô. Rồi mình sẽ múc vào tô là sẵn sàng để ăn cho các bạn xem ha. Mình đã múc ra một cái tô lớn và mình chuẩn bị ăn. Mình đã nghĩ là mình cho một chút xíu tiêu lên trên. Canh nó đã đang nóng rồi các bạn. Lửa nó còn, các bạn thấy khói không? Ăn dễ là ngon, canh vừa nóng xong mà mình nấu mình ăn liền rất là ngon ha. Ok, để giờ mình ăn thử nha. Ăn cái gì mình phải thử nước trước. Ngon các bạn. Rất là thơm mùi gừng nha. Bây giờ cắn miếng rau nè, với miếng gừng. Trời ở ngoài đang tuyết mà ăn canh rồi có gừng nó ấm ghê. Bạn nhìn nè, ngon ngon ghê, nước rất là trong nha. Tiêu nó dậy thêm cái mùi canh nữa, có tiêu. Wow, ai đang cảm ăn này nó ngon nè các bạn. Miếng sườn nè, nhìn hấp dẫn rồi chưa, cắn thử miếng nó sao ta. Chua quá, mình làm ăn chứ. Cắn miếng sườn. Không nhận. Ngon không? Bé xanh phải đi đôi với gừng. Vừa thơm, cải bè xanh nó có vị đắng đắng, gần nó ngon quá.
ba cục xương cho bỏ lửa. Các bạn ơi, thật sự canh rất là dễ nấu nha. Mình cái mất thời gian là chỉ khi hầm xương hơn một tiếng thôi, cho nó mềm, ra nước ngọt này kia, thật sự nấu canh rất là nhanh nha. Mình là không phải là chuyên gia đầu bếp mà mình còn có thể làm những cái món như vậy được thì mình tin là các bạn cũng giỏi hơn mình, còn làm những món ngon hơn nên các bạn thử. Nếu mà ai chưa giờ làm bếp thì nên thử nha. Mình càng làm mình cảm thấy cũng vui và hứng thú nữa các bạn. Khi mình làm xong mình ăn được cái món mà mình nấu cực kỳ vui luôn. Ngon quá, mình ăn thêm miếng nha. Bạn ơi, nếu các bạn thích video của mình hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký nha. Kênh đăng ký thì miễn phí, các bạn đăng ký để xem nhiều video của mình nha. Và các bạn thích món gì có thể cùng chia sẻ những món ngon. Ok, chào các bạn, hẹn gặp lại nha. Bye các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và an lành. Bye.